huyện Cần Giuộc tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Long Phụng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và họp mặt mừng đảng mừng xuân năm 2024. Năm 2024, sau khi được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, Long Phụng tiếp tục nâng cao chất lượng 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới và hoàn thành 5 trên 5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã huy động hơn 65,6 tỷ đồng, nâng cấp mở rộng 22,5 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, nhân dân hiến đất đóng góp tiền hơn 20,4 tỷ đồng. Dịp này, 20 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Long Phụng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được nhận khen thưởng.